Mẹ
Bắt đầu nha. Mẹ mang hai gói thạch này vào. Ca lên đây. Ca lên đây, mẹ ngồi giải thích cho mà nghe. Mẹ mang gói thạch này vào. Mẹ nghe tiếng hai đứa về xong bắt đầu mẹ chuốc vào trong tủ. Tạo bất ngờ. Xong rồi thạch thơm quá. Mẹ đang ngồi ăn thì hai đứa đóng cửa lại. Mẹ có biết gì đâu. Đây cửa em đóng lại. Mẹ ăn một mình. Cái tay. Cái này mẹ ông đuổi em cả. Ăn của anh. Không phải. Mẹ muốn tạo bất ngờ. Mẹ muốn tạo bất ngờ biết. Ừ, khi mà mẹ thấy hai đứa từ dưới tầng đi lên, mẹ chạy vào trong đây để định hũ vào. Xong rồi ngửi thấy mùi thạch thơm quá. Mẹ ngồi mẹ ăn, mẹ quên mất đi. Cuối cùng hai đứa đóng cửa lại, nhốt mẹ lại, mẹ không ra được. Vậy đấy. Em đã mở cửa ra mẹ rồi. Nhưng mà lúc đầu là con nhốt mẹ lại mà. Em thấy mẹ rồi em ơi. Cái gì? Em đừng ra đâu, em căn con kia đùa. Em thấy mẹ ăn cắt đồ. Đồ. Ý là em nghe tiếng động em tưởng là trộm, em đóng lại để công an lên bắt hả? Cũng ăn bẹp bó mẹ. Ừ, cũng thông minh đấy chứ nhỉ. Cũng thông minh bắt đồ. Ừ, đúng đấy, cũng có lý đấy. Ví dụ mà trộn đến còn nhốt lại được ấy nhỉ? Ừ. Ừ, có lý đấy. Ngày cái này đón vừa ngạ mà ông này vừa đâu. Đúng rồi, thông minh thế nhỉ. Để cho mẹ ăn nha. Mẹ cái lắm. Ờ thôi, cho mẹ thì thôi, để mẹ chăm sóc hai đứa ấy. Để mẹ bóc thành cho hai đứa chỉ việc ăn thế nha. Mẹ bóc thành cho hai đứa ăn nha. Ừ, cái màu hồng này không bóc được nha. Khó lắm đó. Để mẹ bóc cho hai đứa ăn nha. Ừ. Đấy, cá bóc mãi có được đâu. Để đây mẹ bóc cho nào. Khó bóc lắm đấy. Nó ngọt thịt. Ừ, này cái này khó bóc lắm. Cái này cả một cam. Ừ. Ông để em bóc cho mẹ. Mẹ bóc ra rồi đây. Đây mẹ bóc cái này cho ca nữa này. Đấy, khó bóc lắm. Ừ. Ca ăn đi. Ngon nhỉ. Đây để mẹ cầm. Ừ. Ô, cá ăn này. Ngon quá. Cá ăn nữa đi. Cho cá cái màu trắng và màu xanh cũng được, tại vì đấy là vị dừa vị nữa. Đây. Vị gì đây? Mê dừa. Đây mẹ bóc cho nào. Đúng. Cá ngồi đây bóc này, đi lên. Ngồi lên đây. Cá giữ được đây. Vâng. Ngon thế. Ừ, ngon. Ngồi đó đi, bé mẹ mang cái này ra là thùng rác mẹ vứt bớt đấy cả nha. Ngồi chúng ta ăn đi nha. Em đừng bắt cua này. Nhớ. Em đừng bắt ăn này. Đấy.